quay là với kênh youtube của Trắng Và mình là Trắng, host của kênh Thì chúng ta đi tới tập 3 của những cái buổi nói chuyện Những buổi tâm sự giữa mình cùng với các anh em Mình chơi chung Và cũng như là chia sẻ thêm được nhiều cái vấn đề Nhiều cái quan điểm, nhiều góc nhìn của tụi mình Trên từng cái phương diện một Tích cực và tiêu cực Đúng không? Thì ở tập 1 chúng ta đã gặp Kim Tập 2 thì chúng ta gặp anh Khang và Hải thì tập thứ ba này vẫn sẽ là một người khách mời cũ Đó là khiêm Nhưng mà mình sẽ không chọn chủ đề Mình để khách mời chọn chủ đề Thì uh, cùng xem thử hôm nay khiêm chọn chủ đề gì Và... Uh, câu chuyện sẽ như thế nào ha Ok, bắt đầu chương trình Thì chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với uh, tập 3 Tập 3 ha Tại vì uh, hôm trước mình có làm tập 2 với lại uh, Khả, uh, Anh Khang với Hải bên Creatory rồi thì ngày hôm nay khách mời chúng ta sẽ lại là một khách mời cũ, đó là bạn Khiêm Xin chào mọi người <cười> <cười> Cảm uh... ơn mọi người đã gửi những lời hỏi thăm tới cho mình nha, mình rất là biết ơn à Vâng, đó là câu cảm ơn của Kim <laughs> Hôm bữa mình cũng cảm ơn rồi, cho nên chắc hôm nay mình không cần phải nhắc lại nữa Thì uh... Thôi chắc trước khi bước vô talk show thì tao nghĩ mày nên cập nhật tình hình sức khỏe hiện tại của mày cũng như gia đình uh -huh. cho mọi người biết ha Ừ ừ thì chia sẻ với mọi người thì hôm nay là ngày thứ 12 của mình rồi thì cái tình trạng sức khỏe của ba mẹ với mình thì cũng đỡ hơn đỡ hơn khá nhiều có mùi với lại vị lại khoảng 10% rồi mọi người à. một tín hiệu có nghe cực chút hơn. chút rồi tín hiệu tích là nó ổn hơn rồi mọi người vâng khi mà gia đình đã ổn hơn thì hy vọng thời gian tới mọi thứ sẽ chấm dứt để yes. nói chung là an toàn thôi mọi người cũng nhớ giữ sức khỏe nha. Ok rồi bắt đầu vô chương trình ha. Mình chắc mình không cần phải giới thiệu Kim lại lần nữa. Các bạn có thể xem lại video trước để uh, hiểu hơn cái bắt rau của Kim. Thì uh, <laughs> cái cái chủ đề chính của nội dung ngày hôm nay thì chắc sẽ đi sâu hơn về từng cá nhân hơn một xíu. Thì trước tiên mình sẽ không tự chọn chủ đề, mình để khách mời chọn. Ờ uh, okay. Thì bây giờ ta có hai chủ đề muốn mày chọn thì uh, yes. chọn thử ha ừ và trắng ok cái thứ nhất chúng ta sẽ nói về cuộc sống và cái thứ sống ừ cuộc sống <laughs> và cái chủ đề sống. thứ hai chúng ta sẽ nói về ừ. âm nhạc ừ mà chọn cái nào đâu cái cái, cái thứ hai chứ có vẻ ổn hơn đó bạn ơi có lý do gì không bạn <laughs> cái thứ hai mình có thể uh, chắc chia sẻ được nhiều hơn xíu đó ừ. ừ chắc mình chọn âm nhạc đi ok vậy là khiêm chọn âm nhạc thì chương trình chính thức bắt đầu ha yes rồi thì để mà nói về âm nhạc mà rộng rãi hay là theo một cái kiến thức nó hàng lâm á thì mình với khiêm không có khả năng đó uhm, ừ, đúng rồi chúng ta đều là dân học nhạc hoặc là dân yes. chơi nhạc hoặc là chơi để phục vụ công việc làm ăn ừ. hoặc là giải trí nhưng mà nếu mà hàng lâm quá thì mình nghĩ cả hai thằng mình không đủ trình độ cho nên là mình sẽ đi vào cái đơn giản nhất thì nó sẽ nằm về mặt cá nhân trước thì trước tiên Câu hỏi mà tao muốn hỏi mày đó là Đối với mày bây giờ đi Âm nhạc hiện tại Là một công việc ừ. hay là một sở thích? Câu hỏi này hay đó ừ. Thật sự thì Hồi xưa Mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là tại Hồi xưa mình mê chơi nhạc lắm Cái thời mà Thời cấp 2 của mình á là mình rất thích chơi nhạc luôn ừ. Thì lên cấp 3 thì gặp thằng cu Trắng này nè Thì nó hát hay quá thì tụi mình cũng có giao lưu với nhau thì lúc đó mình định hướng cho mình luôn á là âm nhạc sẽ trở thành một công việc ạ à. ừ. nhưng mà tới cái lúc mà đại học rồi đó đại học ra trường rồi đó thì ừ. mình thì chỉ thấy âm nhạc thì có thể giúp mình một cái gọi là đằng sau thôi tinh thần thôi còn về vấn đề về tài chính và vật chất thì mình không thể lấy âm nhạc thành một công việc được Ừ. À, đối với mình thôi nha Cá nhân mình thôi Vì Mình cũng chưa có đủ giỏi Để có thể mà Đi diễn uh, Show Hoặc là Những cái phòng trà các uh, Mọi thứ Những cái chỗ mà uh, Các anh em nghệ sĩ hay đi diễn Hay người ta gọi là đi bào đó Đi bào show á ừ. Thì mình uh, Mình nghĩ là mình chưa có đủ Cái khả năng mà để uh, Có thể đi diễn liên tiếp như vậy được Mà để kiếm uh, Chi phí Sinh hoạt ừ. Và uh, À, mình chưa sử dụng à, âm nhạc cho công việc à, đi làm được ừ dạ vâng thì dạ cái đó là một à, quyết định của mình nên mình sẽ để âm nhạc ở lại phía sau để có thể hỗ trợ mình về mặt à, tinh thần ừ. cũng như là à, công việc giải trí chẳng hạn ừ ok thì chúng ta đã được nghe câu trả lời từ phía khiêm thì với khiêm hiện tại bây giờ à, nếu mà nói tóm gọn lại thì Âm nhạc hiện tại đang là một cái bề đỡ Để khi mà yeah. có thể làm tốt công việc Cũng như là duy trì được cái sự tích cực Trong cuộc Đúng sống rồi. Đúng rồi Đúng, Đúng không? Chính xác, chính xác Ok Vậy câu trả lời của tao ha Nếu mà đặt ừ. cái vấn đề Đúng rồi, nhạc... tới bạn host đi <laughs> Tới bạn ừ. cô trắng đi Ok, thì Hiện tại mình chỉ trả lời cái vấn đề cụ thể Trong câu hỏi trước Còn về cái mặt quá khứ ừ. thì cái, cái, cái chuyện mà tại sao cả hai thằng mình bén duyên với âm nhạc á Thì sẽ là những phần tiếp theo của video ha Thì với tao hiện tại bây giờ á Ngay từ đầu luôn ừ. Âm nhạc nó đã không phải là một cái nghề rồi ừ. Đối với nhiều người khác thì nó có thể là cái nghề Nhưng mà với riêng bản thân tao thì Kiểu như mình tự biết được giới hạn mình đang nằm ở đâu á Cho nên là mình cũng không thể nào mà xem nó là một cái công việc cụ thể được hay là mình sẽ kiếm sống từ nó được Cho nên từ đó tới giờ âm nhạc chỉ luôn là một đúng cái luôn. sở thích Và là một cái guideline, một cái đường dẫn á Để uh, có thể đi đúng hướng hơn trong nghề nghiệp hoặc là trong cuộc sống thôi Đúng rồi ừ. Cho nên đó là câu trả lời, lời của mình Về cái vấn đề ừ, ta thấy âm nhạc thế nào ra thì tụi mình uh, rất là giống nhau luôn á ừ. Về cái cách... Uh, cũng giống như là chơi nhạc nè hay là cách sinh hoạt hay là à, đường hướng này kia ừ. thì thật sự là đúng là tụi mình không có thích hợp để uh, lấy âm nhạc ra để làm một công việc ừ. để biến nó thành một công việc chính của mình được ừ. tại vì nó không đủ khả năng để uh, <laughs> có thể uh, trang trải cuộc sống chẳng hạn đó những cái vấn đề đó thì uh, À, không thể uh, uh, lấy âm nhạc ra mà đi kiếm tiền được, ừ. đó là một sự rất là khó khăn. Nhưng mà sẽ có nhiều trường hợp ngược lại sống bằng ừ. nhạc được. đúng rồi đúng rồi, đó thì tao mới nói là đây là đang nói về cá nhân tụi mình thôi. Ừ, Để có rồi. những anh em nghệ sĩ là vẫn đang hoạt động trên lĩnh vực âm nhạc mà và kiếm tiền ừ. từ nó rất là nhiều luôn. Ừ. Show là quá trời show luôn nè à. Tại vì anh em uh, artist đó, quan trọng là show, show để đi ừ. bào đi diễn. Đó thì những cái đó là những cái mà duy trì được cái cái hoạt động của họ. Ừ. Tao có một cái thắc mắc á là ừ. là do bản thân mình không có đủ cố gắng hay là ừ. hay hay gọi là sao ta số phận không sắp đặt mình đi trên con đường này được. Ừ. Hay không cái này tao có thể trả lời được. Không hiểu được á. Mình nghĩ á theo theo tôi nghĩ á bạn ừ. là thì có thể là tụi mình á Ừ. chưa có uh, tập trung hầu hết cái uh, phần thời gian của mình dành cho âm nhạc nhiều ừ. để có thể luyện tập nó hàng ngày ừ. tại vì anh em mình còn phải tại uh, có công việc chính mà ừ. Ừ. thì đó nên uh, âm nhạc thì khi nào anh em mình rảnh lắm rồi mới lấy cái đàn đã tập hay là hát này hát hò này kia thôi chứ đa phần là phải dành hết thời gian cho công việc chính ừ. là chủ yếu nên mình uh, không có tập trung được nên cái khả năng mà chơi nhạc của mình nó cứ ở một chỗ hoài à. Ờ. À, tao cũng nghĩ là chắc là do định hướng ngay từ đầu. Đúng rồi, là bản thân đã không có thực sự chú ý đến nó cho nên là ừ. mà tham vọng nhiều hơn cho nên là đúng là <laughs> Nó đi Nhưng hơn mà nói đi cũng phải nói lại nhưng mà mỗi lần mình chơi nhạc là mình chơi rất là nghiêm túc. Đúng rồi, chứ mình không có đùa giỡn, không phải đánh cho có, thực ra tụi mình vẫn là những người đã từng diễn cho sân khấu nha mọi người. Và những sân khấu lớn nhỏ đều đều có luôn nha mọi người Cái này có thiệt <laughs> Cái này có thiệt Nên tụi mình chơi nhạc rất nghiêm túc Nhưng mà Do duyên đó Cho mình là... Không phải là do duyên nữa Nhưng mà cho tụi mình là Phải tập trung công việc chính nhiều hơn Nên không có đủ thời gian Mà để tập đàn Hay là tập nhạc Nhạc quá nhiều Nó ừ, cũng là một cái rất là khó khăn Khi mà bạn ừ, có Đúng rồi Có gọi là hai sự lựa chọn Để đi Nhưng mà thật sự nói mình với khiêm Thực dụng thì cũng đúng tại vì nếu như các bạn thử nghĩ đi bây giờ các bạn chọn một bạn các bạn định hướng ra mỗi con đường như vậy là các bạn muốn tới thời điểm đó nó phải được thế này thế kia phải có cái thành tựu nhất định ừ. thì thật sự mình nói thẳng rất là khó ví dụ như Đúng cả rồi. mình với khiêm đều có một cái mong ước đó là có một cái ban một một cái band yes. chơi cái thứ nhạc mà cả hai cùng thích hoặc là có ừ. thể cả hai không thích đâu nhưng mà dung hòa lại với nhau để cho đúng ra rồi, một đúng cái, rồi. cái 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 sản phẩm cuối cùng mà hòa hợp được cả hai bên. Ừ. Nhưng mà tới cái một cái thời điểm nào đó nhất định trong cái 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 cuộc đời này thì cái đam mê hay là cái lửa đó nó không còn giữ được nữa do thứ nhất cơm áo gạo tiền, đúng rồi. Thứ, thứ hai là những cái vấn đề cá nhân và thứ ba là cái tham vọng của từng người nó khác nhau nữa. Cho ừ. nên mãi mãi vẫn chưa thấy cái điểm cắt trên hai đường thẳng song song đó. Nhưng mà biết đâu được trong tương lai mọi chuyện nó sẽ khác thì cái này mình không có nói trước được nhưng mà hy vọng là sẽ có ha ừ tao cũng hy vọng là vậy mà tại tham vọng lớn quá tôi... hả tại tham vọng ngay từ đầu lớn quá ừ đúng rồi <laughs> nhưng mà có một cái vui là các bạn mỗi lần mà tụi mình kiểu tại tụi mình có một thằng bạn ở bên nước ngoài nữa yep. thì đó thì mỗi lần nó về là tụi mình kiểu tụ họp lại ngồi đài hát nhau cũng rất là vui các bạn thực thật sự nếu mà nói cái sân khấu mà đỉnh nhất mà tất cả cùng chơi á chắc chắn là trên bàn nhậu thề luôn chính xác chính xác thì các bạn chưa được thử ngồi nhậu chúng tôi bao giờ hay là các bạn chưa được chứng kiến á Chứ thề luôn các bạn ơi rất là vui luôn á nó rất là cháy nhưng mà cháy không phải đúng. kiểu là mạnh thằng nào thằng này đốt điếu thuốc hút à, thì đúng là thuốc không có chia được nhưng mà ý là cầm cái đàn lên hay là bắt đầu vô một cái bài là đúng nhịp rồi thôi đừng nói tới nữa luôn đúng tuyệt vời đúng nghĩa là rượu vào là sẽ giọng hát nó sẽ ra luôn các bạn à. Đánh. thằng nào uống vô hát cũng hay hết đánh rất thề, hay luôn mà hát cũng rất là bụng à, cháy. À. Nó thì nó nó rất là <laughs> hay như vậy. Rồi quay lại vấn đề ha. À, thì cái phần okay. um, sàn của cái tảng băng thì đã nói rồi thì bây giờ bắt đầu xuống sâu hơn một xíu ở cái tầng dưới tới mặt nước. Ừ. Mà. Thì uh, khi mà mày có thể cho tao biết được là uh, cái lý do đầu tiên để mày bén duyên với một cái nhạc cụ nào nhất định ừ. là như thế nào không? Hoàn cảnh mà mình tới với âm nhạc đúng không? đại loại như vậy nhưng mà thôi cái cái nhạc ừ. cụ đầu tiên đi. OK. Ừ. Thì cái tại vì cũng chia sẻ với các bạn luôn thì tại nhà ngoại của bên mình á thì tại có truyền thống âm nhạc cũng rất là xưa rồi là từ thời ông ngoại á ừ. là cho mấy con cháu là chơi nhạc cụ hết ừ. nên lúc mà mình còn nhỏ mình tầm tiểu học á lớp năm lớp sáu gì thì anh em họ trong gia đình của mình nè thì có uh, gộp lại thành một ban nhạc thấy không ừ. đó là mấy anh em trong gia đình với nhau thôi lúc đó mình còn nhỏ lắm mình hay qua nghe mấy anh em tập nhạc á lúc đó là hình như là mấy anh chị á là đã kiểu tụ họp lại với nhau để thi chú ve con ừ. đó là một chương trình uh, của ở đầm sen á trắng không ừ. biết mày biết cái đó không biết, ta? biết biết chú ve con đúng không biết đúng rồi ừ đó thì đó mỗi người trong nhà là kiểu học lại thành một band mấy anh chị tao qua tao coi rồi thì thấy thích lắm ừ. trời ơi mấy anh em chơi nhạc mà hồi xưa đã chơi nhạc kiểu của nhóm 18 á ừ, ừ. nhóm 18 là nhóm mà cover lại những bài của nhóm app 3 đấy các bạn có, có, có thể cái kiến thức âm nhạc hay là những cái band mà tụi mình nhắc tới trong video ngày hôm nay nó sẽ hơi khó để mà các bạn Không biết sao là... mình sẽ để hình lên cho các bạn hình dung à, nha nhưng mà tôi sẽ có test ừ. hình insert để các bạn biết hoặc là đúng rồi chúng nghe tôi thử. sẽ để hình insert lên cho các bạn đó thì nhóm đó tên là 18 nha rồi mọi người là vừa tập nhảy là hồi xưa cái phong trào nghệ thuật nó mạnh lắm bạn ừ nó mọi người anh chị em trong nhà tập nhảy nè hồi xưa hip hop cũng lên ngôi nha thật sự ừ. rồi nhảy nè xong rồi tập nhảy xong thì lấy đàn với vác trống xuống hồi xưa mua một bộ trống rất là mắc tiền nha mọi người trống trống da nha tại, ừ. tại mình có trống da luôn tại mình có anh họ là ông tên bảo á tại nhà cũng <cười> 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 hồi xưa là khá lắm đó là ba anh mua cho anh một bộ trống luôn rất là xịn ừ. một bộ trống da luôn thì đó từ lúc đó là tôi bắt đầu tôi mê trống các bạn à ừ và tôi đã về tôi đó bà mẹ tôi cho tôi đi học một khóa trống ở trường à, suối nhạc các bạn nghe được cách mạng tháng tám á nó là thuộc của Việt thương á đúng rồi ừ nó là gần chỗ Việt thương à, ngay cách mạng tháng tám luôn á ừ tôi đã học trống của nó được khoảng à, tầm à, 3 năm các bạn từ lớp 5 cho tới lớp uh, 8, á, ừ. hồi xưa tôi bính được lắm, tôi bính trống mà tại tôi nhìn sách vở tôi đọc tôi đánh được, phổ nhạc á hả, cái, cái sheet đúng không? đúng rồi, ừ. mấy cái sheet đó, ừ. đó thì uh, nhìn uh, đọc uh, đọc nốt được, ừ. và đó là uh, nhạc lý về trống nha, ừ. nhưng mà bị một cái là tới năm lớp 8 á thì uh, mẹ tôi bị tai nạn các bạn. Ừ, ừ thì không thể nào mà tôi đi học trống tiếp tục được tại vì ba tôi cũng bận đi làm á, không ai chở đi học được. Ừ. Lúc mà nằm trong nằm trên giường bệnh á thì mẹ tôi nói là thì uh, mới lấy cái đàn ra đánh cho mẹ hát đi cho mẹ đỡ đau. Ừ. Lúc đó là tôi không thích đàn guitar nha các bạn, thật sự luôn. Đánh rất là đau tay à. Ừ. Ờ. <laughs> rất là đau tay. Nên uh, thì mẹ tôi lúc đó là thôi lấy cái đi đánh đi mẹ hát cho con đánh. Ừ. Thì lúc mà tôi đánh được hai hợp âm đầu tiên á, đó, đó chính là La Thứ và Mi Thứ. Hợp âm nó khó lắm nha bạn. bạn. Thì nó <laughs> Thứ, Thứ chỉ chuyển mà. lên xuống lên xuống thôi. Đó thì uh, lúc đó tiện mẹ tôi hát bài đứa bé. Ừ, ừ cái tôi đánh tôi đánh vô nha. cái tiện bắt đầu tôi thấy khoái khoái. Ừ. Tiện đánh đánh được cho một người hát được á, mà vô đúng tông là mọi người thấy đàn nó hay lắm, ừ. thật sự luôn. Đàn nó rất là ok luôn đó các bắt đầu đánh được hai hợp âm đầu tiên đúng không ừ. cái ok sang ngày hôm sau là bắt đầu tôi tự lên youtube tôi ok tìm học rồi đó các bạn ừ. là học được thêm hợp âm đô son và pha tại nó là nằm trong một cái Cùng. À, bộ hợp âm ừ. luôn một, một vòng một vòng nó một nằm trong một cái scale luôn á nó à, à. là đồ la pha son á ừ, ừ. và tôi đã gây bất ngờ cho mẹ tiếp là tôi đã đánh thêm được thêm hai hợp âm nữa đó là đô và son ừ và lúc đó hai mẹ con tôi đã hoàn thành xong một bài hát đứa bé luôn các bạn. Ừ. Từ lúc đó đó, từ đến lúc mẹ tôi lành bệnh đó, là bắt đầu tôi tự học đàn luôn. Ừ. Cái này không phải là tự khen hay gì nha, thật sự luôn. Cái này là nói quá trình mà tôi đến với âm nhạc á ừ. thì tất cả là đều nhờ YouTube hết, tất cả là đều là nhờ tự nhờ học YouTube. trên mạng hết và qua ba mẹ chỉ. Ừ. Những hợp âm nào mà khó bấm quá hay là như thế nào á, ở trên tại hồi xưa hay đọc hay lên mấy cái trang web như, như là hợp âm chấm nét hay gì đó các ừ. bạn là mấy, mấy để search những cái bài xưa hát á đúng rồi Diễn ừ. đàn guitar rồi đó <laughs> để search mấy cái bài mà mình muốn đánh mình hát á đó. Ừ. đó thì có những cái ký hiệu hợp âm nào khó quá thì ba mẹ tôi chỉ liền tại ba mẹ tôi cũng ba mẹ tôi cũng biết chơi đàn các bạn à ừ. học từ ba mẹ cũng nhiều lắm đó đó là câu chuyện của mình khi okay. mà mình mới đầu biết tới âm nhạc vậy là cuối cùng là cái nhạc cụ vậy nhưng mà có một cái hay ở chỗ của khiêm các bạn biết là gì không cái đầu tiên nó tiếp xúc là trống. Yes. Nó mê trống trước Thì khi mà nhắc tới ừ. cái diễn đàn hay là những trang thông tin gần nhất tới khiêm á thì các bạn sẽ thấy khiêm chơi guitar là chủ yếu. Và Đúng rồi, phát điểm thì lại đến từ một bộ trống. Yes. Bởi đây cũng là một cái hay của âm nhạc mà ta thấy nó là cái sự mà tiến hóa hoặc là chuyển đổi vị trí á. Ừ. Nó rất là linh động. Thực ra là nó có, một, có nó có một cái cầu nối á ba. Ừ tại mà một khi mà mình đã học một cái nhạc cụ nào đó là mình sẽ có cảm xúc với những cái nhạc cụ khác nữa, ừ. với lại đó nên mình sẽ dễ vô hơn. Tò mò là chủ yếu nữa nha. Các bạn nghe xong các bạn tò thích mò lắm các thật bạn sự muốn nhảy qua nhảy lại khắp nơi đó. Ừ. Nhưng mà cuối cùng lòi ra cái đỉnh nhất thì lại là cái có khi các bạn không ngờ tới. Đúng. Là là Hồi xưa gì? tao không biết là tao biết đánh đàn đâu <laughs> thiệt luôn. Đâu ai nghĩ tới chuyện đó, đó, đó. đó đâu? Không ai nghĩ tới cái chuyện mà tôi sẽ theo đàn tới bây giờ luôn á nó là một cái rất bất ngờ một cái hay của âm nhạc mình nghĩ ừ. vậy kiểu mình thích nó khi nào mà mình không biết luôn á các bạn ừ. thì có nhiều người hỏi tôi là à, thích đàn quá thì không biết có học đàn có có nhanh có dễ không ừ. thì thực sự nói chia sẻ với các bạn luôn là không có cái nào dễ hết á ừ. hồi xưa là mình chịu khó luyện tập đàn lắm các bạn bỏ một hai tiếng là tập đàn này kia với lại mình á là mình không có học cơ bản ừ mình chỉ học kiểu bô đẹp thôi là học kiểu đệm hát thôi đó, ừ. đó nên mình đánh hợp âm không à? Thằng nào cũng vậy. Bây rồi. giờ thì cũng tự mày mò lên YouTube là học mấy cái scale mà major scale trên mạng này kia đó, ừ, thì ừ. ok bắt đầu tay nó nhuần nhuyễn rồi thì biết chút chút vậy đó. Ừ. <laughs> ừ. đúng là nên bỏ thời gian ra để luyện tập mấy cái hợp âm cho mọi người. Đánh tự đánh đàn tự hát cũng hay lắm, ừ. cũng vui. Ok thì cái câu trả lời đó là ừ. của Kim. Còn về phần mình nếu mà nói về cái việc đúng. là cái nhạc cụ... <laughs> ừ. sao cái... nhạc cụ đầu tiên của bạn là gì à có một cái điểm chung giữa tao với mày biết là gì không cũng bắt đầu từ trống ừ ủa vậy hả ừ, nhưng mà của tao là trống trải <laughs> à trống <laughs> Ông nói giận Nó Đúng không nói giỡn nhá lừa <laughs> cái 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 trống của tao là trống mũi lân bạn ơi à. à ồ à mày đánh bên chỗ đạo mày phải không cái cái hay tao cái... có nhớ cái này hay sao á khoe lâu lắm rồi nhưng mà thời gian bào ờ, cái rồi, nhớ của tôi quá cái cái bắt đầu trống của mình nó lại là trống mua lần các bạn ví dụ ừ. như tại vì gia đình mình không giống như gia đình khiêm ở chỗ là ví dụ như gia đình khiêm đi là cả một nhà có một cái truyền thống chơi nhạc hoặc là làm về lĩnh vực nghệ thuật từ xưa tới ừ. nay còn nhà mình thì không rồi. phải cả hai bên nội ngoại luôn chỉ có đúng một gia đình của dì mình là có chơi nhạc nhưng mà là nhạc ừ. sống thì ừ. lúc đó cũng không có tiếp xúc nhiều với bên gia đình gì chỉ biết là ờ à, vậy thôi nhưng mà thật sự chưa có mê cho tới một cái hôm trung thu mình mình là người theo đạo Cao đài thì các ờ, bạn đúng cao đài các à, bạn các bạn có thể biết hoặc các bạn không biết nhưng mà chắc là các bạn biết rồi yes. thì trung thu đó là có tổ chức múa lân hàng năm nhưng mà mình không có đánh trống mình làm ừ. cái đuôi với lại ông địa nhưng mà các bạn phải biết cái cảm giác khi mà nó 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 rất là kích thích tùng tùng cắt tùng tùng ừ, thì nó có nhịp điều bạn đúng rồi thì mình rất là mê cũng mò mò lên hồi đó chưa có được tiếp xúc youtube liền đâu máy đâu ừ. tiếp xúc thì chỉ có coi mấy anh đánh rồi cái ghiền rồi cũng thử thử xong thấy hơi không ổn hơi hơi không ổn rồi tại nó không có tính nhạc nó chỉ giữ nhịp thôi cho đàn lân ừ. và nó cũng dẫn cho đàn đúng lân rồi. theo cái bài múa nhưng mà vì nó không có tính nhạc cho tới cái thời điểm mà lúc đó là quên luôn cái chuyện là chơi nhạc cụ luôn á nha Không có nghĩ là sẽ bước tiếp theo là cái gì Rồi uh, cho tới khi mà bắt đầu lớn lớn lên xíu là bắt đầu cái trào lưu mà các bạn biết báo học trò với mực tím không ta Đó là hồi đó chỉ có đọc những cái đó thôi đó Thì sẽ có Cái cuốn đó là cấp 1, cấp 2 là đầy luôn á Đúng rồi Rất là nhiều và chỉ có cái đó là tiếp xúc gần nhất với lại cái thế giới tuổi tin đó Thời điểm đó thôi Rồi thêm mấy cái CD nghe xong cái hát theo Thấy ghiền quá rồi à, tới khi mà mình lên khoảng như lớp à, lớp 7 thì phải Thì mình được phụ huynh hướng cho đi học đàn Tại vì à, mình rảnh quá ừ. Chỉ có chơi nét với lại <laughs> làm ba trò tạo lao thiên đế thôi ừ. Nên là ba tôi đưa tôi đi học đàn đó bạn Ờ à, à, Đúng subscribe luôn hả? hả? Ừ. ừ Mà các bạn biết có một cái điểm đặc biệt giữa mình với Khiêm là gì không? Khiêm học suối nhà cách mạng 8 Mình học suối nhà cả bộ các đôi Ủa vậy hả? Ừ. <laughs> Ủa <laughs> hay vậy ờ, ừ, cái, Khác à, chi nhánh hả Khác chi nhánh thôi nhưng mà chung một đầu ra Ở <laughs> <laughs> chung một đầu vô Ok Hay thiệt chứ Mà hồi đó tao kể mày nghe Tao đi học đàn mà tao khóc ba Sao vậy Ý là chán quá hai ba bữa đầu tao không nhớ Tao chỉ nghe kể à. thôi Tại nhớ tao, tao nhớ hồi đó học đàn là vui lắm ừ. Cũng mê lắm Bu theo mà sao tự nhiên về nghe phụ huynh kể là mấy bữa đầu đi học chở đi khóc Khóc rồi à. Má tội nghiệp không Thì bởi Má ơi đó thì cái tự nhiên không biết một lý do gì cái mình ghiền có có theo ừ. mấy thằng bạn theo học nữa, rồi uh... Ừ, ừ có bạn đi học cho đỡ chán mà thực sự luôn á đi học nhạc lý mà đánh Dream of and basson á thực sự cũng hơi chán các bạn à nó rất là nặng nhạc lý ừ. các bạn không đó, thể một hiểu lý là, là nặng cái cái uh, lý thuyết lắm các bạn nó nó tương đương với việc lần đầu các bạn học hóa vậy đó, Ừ nó cỡ đó đó phải nhớ nha nhớ công thức Quen tay nữa Mà tay mình ở đó cứng ngắc à Ừ Bây giờ cũng không có vậy Tay mình hồi xưa đánh hợp ông Không rồi cứng ngắc à <laughs> Thật sự luôn Ủa, Không múa được như giờ đâu vậy dị lắm Còn giờ có thể múa lửa được <laughs> Rồi à, Sau đó cái là Có một cái hay nữa nè mày à, Tao học đàn Mà cái bài thi ừ. tốt nghiệp Khóa thì phải đó. Tao thi hát Thi hát hả Ừ Tao được Là hồi nào Là lúc mà xong một khóa rồi á à xong khóa ở bên số nhạc á hả ừ cái là thi để lên khóa mới học nâng cao á ờ ờ đúng rồi thằng này nó, nó, nó lái ghê lắm mọi người à tôi không tin được luôn á <laughs> thì nó lái qua hát luôn ừ, là đi học đàn đánh xong cái phần của mình xong cái được 8 điểm rưỡi ok à. xong cái có một cái bàn nữa thi thì bài đó phải có hát cái thầy ông thầy mình bây giờ mình không gặp lại ông luôn rất là nghệ sĩ ừ. Ông kêu mình hát giùm mình cũng không hiểu tại sao mình phải hát giùm ta Ờ. Xong cái bài thi của con bé được 9 điểm 75 vậy ghê vậy ừ. cái à, hát cho nó đánh đàn á hả ừ. cái ra cái ông hiệu trưởng bên đó ông nói là cái phần của tao gánh hết 80 phần trăm của nó cái mình cũng mắc cỡ chết cha ừ. luôn à, hàng kia bây giờ trở thành vocalist luôn rồi mọi người ạ à. vậy chết bậy chết vậy <laughs> <laughs> cái là từ giờ đó về sau này tính tới bây giờ luôn á ví dụ như khiêm nó xuất phát điểm là đánh trống bây giờ thì người ta biết đến khiêm là qua cây đàn Đúng Còn rồi. mình thì người ta biết tới mình qua cái giọng hát. Mặc dù số phát triển của mình là guitar. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là nhiều éo le trăn trở trong đó. Đó là cái hay của cái chuyện mà bước vô con đường âm nhạc. Ừ, nói chung là các bạn có thể bẻ lái nhiều hướng được. Ừ. Nhưng mà ừ chơi cái nào cũng chơi nhiều thì biết nhiều hơn các mọi người không sao hết. Tự nhiên nó bộc phát rồi tốt à. thôi. Ừ. ừ. Muốn chúng ta có trở thành có thể trở thành một one man band cũng được mọi người à chỉ cần một mình mình thôi sẽ làm ra được một bài nhạc nghe cô đơn quá vậy ok thì cái câu hỏi tiếp theo mình muốn dành ra cho huy khiêm đó là yes. um, bản thân mình là bạn của khiêm thì uh, trong cái hành trình mà mình với nó cùng nhau uh, gọi là đàn hát chung á ừ. thì uh, mày nhớ những cái thành tựu là gì không cái gì mày có một cái thành tựu mà tao với mày cùng đạt được có tao <laughs> nhớ chứ tao rất là đóng nguyên cái bằng keo lên luôn thầy <laughs> có nguyên cái bằng luôn cái lúc này là tụi mình đã đi chơi với trường các bạn ừ. tụi mình đi chơi vũng tàu rất là hào hứng đúng <laughs> nhưng mà trước khi <laughs> chơi là một cả một câu chuyện kinh khủng luôn các bạn đúng đúng mày nói nó mày kể đúng cái này là do mày mà. không cái này để dành cái cho video mày luôn đó. Đó. nói về tuổi thơ đi ừ thật sự luôn ừ. đó. nhưng mà có thì nói chung các bạn là tôi với thằng trắng thì có một cái giải thưởng dễ nhất nha các bạn Giải nhất nha đúng giải nhất nha ừ thì nhưng mà ở trên nó đề cái tên hơi sai các bạn à, là, 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 là huy khiêm và giang huy nha mọi người chứ không phải là quang huy à có một cái mình rất là tức khi mà mình nhận được tấm bằng đó ý là lúc mà đọc sơ qua không ai để ý đâu ừ đúng mà nhìn cái chữ đó cũng giống chữ huy thì các bạn ừ nhưng mà nó đúng là chữ g đó cái chữ g cách điệu đến <laughs> giang huy vậy đó. đó là cái câu chuyện đó là mình với khiêm cái đợt đó là đi chơi với trường đúng rồi đi chung uh, bình ký á đúng đi rồi. chơi uh, vũng tàu thì uh, có một cái cuộc thi uh, âm nhạc hoặc là nghệ ừ. thi cái gì cũng được chúng ta đấu những thiết với âm nhạc đúng rồi thi uh, hát nhảy gì cũng được hết á à, nói chung là show up tài năng yes. thì uh, mình với khiêm chung lớp nữa cho nên là quyết định liên lại với nhau làm một bài đúng rồi. nhưng mà trước đó là không tính tới chuyện đó luôn á ừ tại giờ nhờ, uh, nhờ thầy uh, chủ nhiệm lê huế <laughs> à, nhờ ông chủ nhiệm của mình nhưng mà không có mình ở trong đó lúc đầu là như vậy ông chỉ nói với thằng khiêm thôi ừ. là thi đi để cho lớp nó có cái cái gì tham gia chứ mất công lớp Đúng bắt rồi. nháo quá mà mà còn ít văn yes, nghệ hoạt yes. động nữa kỳ lắm thì không hiểu tại sao đó mà mình với nó lại kết hợp với nhau lúc đó mình nói gì với nhau nhỉ hay là làm sao ta không lúc đó là tập liền luôn tự nhiên lúc mà nó nhận phòng khách sạn là hai đứa lấy đàn ra đánh liền luôn tập liền sáng hôm đó là tối nó diễn luôn á nhưng nhưng mà cái lý do tại sao mà quyết định làm chung á quyết định quyết định à, thì... là làm sao tao ta không nhớ yeah cũng quên mất tiêu rồi à. Tao chỉ nhớ performance của tụi mình thôi à ừ. đó, Tại nó còn cái clip nữa mất cười Không nhớ là trôi đi đâu rồi nhưng mà nếu được thì Ừ không nhớ luôn á nhưng mà à. cái clip đó vẫn còn à, Sẵn trong lúc này thì mình sẽ clip trước một phần nhỏ cho cái video tiếp theo giữa mình với Kim Thì chắc là chúng ta sẽ nói về cái tình bạn đi Yes ok Tình bạn, không biết là các bạn có thích nghe hay không Nhưng mà mình với Khiêm vẫn quyết định làm Ừ. nói chung là lít trước như vậy cho các bạn biết ha ok <laughs> ok thì thành tựu uh, chung đã xong uh, tiếp theo sẽ là ừ. mỗi câu hỏi nó hơi cá nhân với khi một tí nó ừ. là về cái con đường chơi nhạc uh, về sau này từ khi mà Đấy hai à. đứa uh, tốt nghiệp xong ít gặp ừ. uh, thì uh, tao cũng thấy được rất là nhiều lần mày tham gia với các band yes đúng rồi thì mày có thể chia sẻ cái 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 quá trình là tại sao ý là bằng một cái cách nào đó hay là như thế nào mà mày tham gia các bên đó ừ, ừ ok được thì cũng xin cho phép chia sẻ với cô trắng và các bạn là thì lúc mà à, mình lên à, hình như cái đây cũng tầm à, 2016 á mọi người à 5 năm trước 2016 Thì lúc đó là mình có tham gia một ban nhạc đầu tiên Tại hồi xưa là mình thích rock lắm Mình mê rock lắm luôn, tới giờ vẫn vậy nha mọi người Chúng tôi đều như vậy Đúng, à, ờ, như tất đánh cả đánh những mấy người mấy mà chơi nhạc chung với mình là đều thích rock hết mọi người à. à Thì đó thì mình có tham gia một ban nhạc Nó tên là Crooked à Mình sẽ để test ở đây Yes à. Mình lát bà, mình sẽ gửi hình cho cô Trắng, để cô Trắng có thể up lên cho mọi người sẽ nhìn mọi người sẽ nhìn cái ban nhạc đó một xíu hả à. tưởng nhớ lại thôi mọi người không sao đâu. thì đó 2016 thì mình đánh guitar cho một em tên là Crooked về chơi dòng nhạc hardcore nha mọi người. thì nó hơi nặng thôi. À, sẵn đây nói với các bạn luôn rock và metal với lại hardcore á, nghe thì có vẻ giống nhau nhưng mà thật sự về cái hình thức với lại cái chuyên môn ở trong các khác nhau, nó khác nhau, nhau rất người. là nhiều nha. cho nên là từ video từ bắt đầu từ lúc này cho tới kết thúc video tụi mình sẽ nói rõ cụ thể dòng nhạc và để tên để yes. các bạn nếu mà các bạn ấn tượng hoặc các bạn muốn tìm hiểu thì có thể nghiên cứu để coi như thế nào ha. Ok tiếp tục. Ok ừ. thì đó là Ben Crooked ha. Ừ. Thì uh, hình như Ben đó là cũng uh, tồn tại hình như là cũng được uh, tại vì trước trước khi mình vô là Ben cũng chơi được hình như cũng một hai năm rồi. Ừ thì tới mình vô hình như là chơi được một năm nữa nhưng mà cũng có một số chuyện nội bộ đó các bạn thì cũng ừ. cũng bị tan rã luôn nên cũng hơi tiếc ừ. rồi tiếp theo á tiếp theo cái bên kịch á là mình có chơi cho một bên là destroy five bên này thì mình đánh bass nha mọi người mình là bassist nha vâng tự guitar và anh ấy chuyển hướng sang rồi, là... <laughs> bass bị xuống đánh đánh, đánh bass rồi mọi người à <laughs> à, tao cũng bất ngờ vậy vậy dạ? chuyện đó đó. ờ thì không tại cái lúc đó đó, để kể cho cô trắng nghe ừ. là tại vì lúc đó là tao mới mua cái bát để tao chơi cho bên Clock của của anh Ngân nước sôi á, Dư Thiên Ngân á, đó. Ừ. đó thì nó đó tính là vậy nhưng mà thì vô tình thì có một anh anh Huỳnh Huy á, ừ. thì anh thấy tao mới mua cái bát ừ. mà bát của Ben ảnh thì cũng mới ao luôn ừ. nên ảnh nào ảnh mà, ờ, nhắn tao nói vô bên không, vô bên chơi không thì uh, vô chơi thử ừ. đó thì uh, vô cũng đi tập đi kia thôi thì đánh cho Ben thì luôn. Ừ. Đó, lúc đó mình uh, vô đánh cho Ben đi xuyên thì chơi cũng được 2 năm đó các bạn à. Rất là cháy các bạn. Và hai năm và tụi mình đi diễn uh, nhiều nước lắm. Ừ. Tới bây giờ thì để uh, xin lỗi là tới bây giờ thì mình cũng đã ao uh, uh, Ben một đến năm rồi. Ừ. Thì uh, uh, mấy anh em vẫn đi diễn nhiều Nói chung là band uh, uh, District 105 là chơi dòng nhạc uh, beatdown hardcore nha mọi người ừ. Thì cũng khá nổi trong giới Các bạn có thể Rất là like mạnh sao? về cái mạng hardcore, hardcore Việt Nam đó, mình rất à, Tới là... giờ thì mình chưa còn band nào nữa <laughs> One man band à Vâng, ừ, chúng tôi bây giờ là one man band hết cả lũ Đúng vậy <laughs> Cái thời điểm mà khiêm chơi cho District 105 Mình rất là ấn tượng ở cái chỗ nó là Những cái tour nước ngoài á Ừ, đúng mình rồi Mình thấy nó đi Đài Loan rồi những Thái Lan này ờ Thái Lan nữa, mình rất là thích ừ. nha. Nhìn rất là mê, nó nó là như vậy. <laughs> ừ, mình tại hồi xưa mình thích cảm giác đi tour diễn đó mọi người, nhưng mà đi hơi mệt thiệt. Ừ. Tại với lại một phần á thì cái này nó cũng uh, chia sẻ cho mọi người luôn nó cũng uh, nặng về cái kinh phí á. Ừ. Nên hồi xưa cũng muốn đi nhiều nhưng mà đi không nổi. Ừ. thật sự là một năm đi một chuyến thì được chứ đi nhiều quá thì mình cũng không có follow thì mấy anh cũng phải cũng có vợ có con hết trơn rồi ừ. cũng không có follow theo được ừ. tại tụi mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là tụi mình chơi dòng nhạc này á mọi người thì nó không kiếm ra tiền được nha mọi người ừ. tại cái hạt core á thì là nó là một cộng đồng nha mọi người ừ. hạt việt nam nó là một cộng đồng thì tụi mình chỉ tổ chức ra show rồi mấy anh em Vô diễn vậy thôi ừ. Đó khi nào mà có cái xe Thì nó hùng nguyên cục đó vô để Mấy anh em đi nhậu vậy thôi ừ. Chứ thường cái xe là không có Thì thường để chơi rock với metal Hay là hardcore ở Việt Nam Mình chia sẻ thật với các bạn luôn Là về cái phần kinh phí á ừ. Nó rất là, rất là eo hẹp Chứ không yes. phải được như những ca sĩ V-pop hay là Đúng vậy. Chúng Cựu tôi là, là, là underground mọi người à ừ. Lên mainstream hay là gì Cũng rất là khó khăn Ừ. Từ phi đúng bạn, rồi. Bạn uh, thực sự đỉnh đó. Thì uh, còn tính tiếp được chứ. Chính xác. Khi uh, nào mà bạn được nhiều người biết đến giống như là th Thật ra bây giờ mấy anh có những band từ underground mà đi lên mainstream bây giờ luôn rồi cũng mấy anh em cũng khá xịn đó, đó là Seven Uppercut, á. Ừ. Cũng là những người anh em của mình luôn. Ừ. Đó thì mấy anh em chơi bốc bân chơi dòng nhạc dễ thương lắm. Ừ. Mình cũng khoái nghe bài đó. Các bạn có thể nghe những bài như Way Alpha đúng không? Đúng rồi, ừ. chính xác, pha đó, và nổi lắm luôn á Chắc chắn hey. các bạn biết Ừ đúng rồi, các bạn trẻ bây giờ cũng hay nghe bóp bân Ok, tiếp theo Thì uh, mày có thể chia sẻ với tao cái uh, album gần nhất Mà ừ. mày tham gia lẫn sản xuất không? Ờ được Thì đây là bị album của District 105 luôn nha mọi người ừ. Thì nó có tên là nai nha mọi người ừ. Và bị album này là nói về những nhân vật của DC đây là những vai phản diện của Batman nha mọi người đó là những uh, sẽ có những nhân vật khác kiểu nhập vào Batman và nó thành ra một nhân vật uhm... giống như là Joker kết hợp với lại Batman nó sẽ ra The Man Who chẳng uhm... hạn như vậy thì nó sẽ có những nhân vật khác nữa là mang theo uh, tên của những bài hát là những nhân vật luôn nha mọi người uhm mình mình sẽ nói rõ hơn về vấn đề này giúp Kim, tại vì chắc Kim nó cũng không có coi con mít nhiều. <laughs> thì yes, à, đúng vậy. các bạn có thể lên lớp cái uh, channel trên YouTube là phê truyện á, các bạn tìm cái danh sách phát là Dark Knight Metal á. Các à, bạn Dark Knight sẽ, Metal đúng ừ, rồi các bạn à. thì ở trong đó là nói về vấn đề đa vũ trụ trong DC, thì ừ. Batman ở vũ trụ 666 thì phải mình chẳng nhớ nữa, và thêm nhiều Batman khác khi mà những Batman đó Gọi là collab với những như Joker sẽ ra The Man Who Laughs Hay là ừ. Batman collab với The Flash sẽ ra The Red Dead uh, The Red Dead đúng rồi Hoặc là Batman collab với lại con Doomsday Thì sẽ uh. ra thằng cái, quên mất cái tên rồi nhưng mà đại loại lại Devastator hả à, oh. đúng rồi đúng rồi Devastator đó, Thì các bạn có thể lên phê truyện để xem kỹ hơn Vậy ha phê, oh. phê truyện cũng không có liên quan gì tới kênh của mình nha Không qua tài trợ Ờ, xin lỗi các bạn tại mình là fan của Marvel các bạn à <laughs> Nhưng mà thấy <laughs> <laughs> uh, anh vô cầu bên District 15 là anh fan DC Đó <laughs> Anh uh, thích uh, comic lắm Thật sự comic cũng khá là hay mà Ờ uh, thì tại mình uh, không có theo dõi từ đầu á ừ. Mà giờ theo dõi từ đầu lại thì nó quá nhiều đi Nó hơi chua tại vũ trụ nó quá rộng lớn Ừ vũ trụ uh, DC nhiều mà ừ. Ok nên đó, đó album cũng rất là hay á Mong mọi người cũng sẽ ủng hộ tiếp tục uh, cho District 15 để ra những MV sau này nha ừ hy vọng là bên đó cũng xem được video này yes <laughs> ừ. <laughs> hy vọng luôn thôi. Um, ok thì uh, nãy giờ cái phần uh, con đường âm nhạc của mày xong thôi giờ tới tao đi ha yeah. ừ Tới trắng đi cũng hỏi tao hoài luôn á <laughs> uh, chúng ta phải nói. hỏi host của tụi mình hiểu không các bạn hiểu chưa <cười> hiểu hiểu <laughs> hiểu uh, thì chia sẻ với các bạn luôn thì uh, như cái video mà mình nói trong một cái video gần đây nhất mình có post trên kênh á đó, đó là ừ về cái vấn đề là nếu bạn cảm thấy dở tệ thì cũng rất bình thường á các bạn có thể xem lại video oh, đó đây ha ồ có coi tôi có coi ừ thì uh, như mình cũng đề cập mình cũng từng chơi ben cũng uh, chơi nhạc này nọ cũng đi sân khấu nhưng mà cái lộ trình và con đường của mình nó không được uh, như khiêm tại vì uh, mình biết được cái giới hạn mình nằm ở đâu và mình cũng uh, mình rất là tự ti thật sự uh, thì lúc mà ra trường rồi mình cũng đang đi làm phục vụ nhà hàng thì song song đó là vẫn máu me cái việc làm ba ban bụng rồi thế này thế kia thì quyết định là sẽ bắt đầu từ con số không con số nhỏ nhất đó là chơi acoustic ở các quán cà phê hay là phòng trà ừ. cũng lập được một cái band tên là năm trăm các bạn à <laughs> mình cũng biết khi nó cũng biết nè năm trăm đúng 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 các bạn có thể đọc chúng tôi là năm trăm hay là mắc hay là năm trăm đồng cũng được tại vì nghèo lắm các bạn <laughs> để để kể cho đúng, đúng, <laughs> mình có biết em nói các bạn à <laughs> để kể cho khiêm những các bạn nghe là cái show đầu tiên ở quán cà phê ờ. gần nhà được đi diễn á ừ. mày biết cách xe tao nhận được bao nhiêu không em bao nhiêu ben bốn đứa thì mày đoán cách xe tệ nhất là bao nhiêu nụm ben bốn đứa hả ừ hai guitar bốn đứa bộ, à, một triệu không cái gì đứa hai trăm rưỡi con số hơi cao đó gì cao đó hả ừ các bạn đoán thử ha Đứa nhiêu Trăm ngàn không Hả Trăm ngàn không Trăm ngàn một đứa hả Ờ không Có đâu bạn ơi Đừng nói trăm ngàn bốn đứa nha Không Để mình Không Để công khai con số cho các bạn với SEA Games biết luôn ừ. Đó là 75 ngàn một đứa Ồ 75 ngàn đứa hả Ừ Đồ má <laughs> Ghê vậy trời Thì các bạn là 300 ngàn một đêm đó <laughs> Ờ đó. Mày có nhớ năm đó năm nhiêu không hai mười lăm hai lăm mà bảy lăm ngàn thì hơi ít nha mọi người là các bạn biết lúc đó, chúng, bò đó. chúng tôi chúng tôi đi liên hoan cái kiểu gì không sau khi chia tiền xong á đó là kéo nhau đi ăn hủ tiếu hai mươi lăm ngàn một tô ờ, xong đổ xăng ừ. mỗi thằng năm chục hết tiệc <laughs> ừ thì á gửi tiền vậy thích mất tiền xăng thôi quá Nó gian nan lắm gì, gì vậy ừ cái uh, à. cũng đi nhiều nơi đánh nhiều chỗ nhưng mà rất là bé ừ. hầu như là những nơi nó bây giờ đóng cửa hết rồi các bạn không biết được nữa đâu <laughs> thì nó là một cái rất là đáng buồn rồi nghe, uh, đó, nghe bầu cát luôn đúng không ừ uh, là quán đầu tiên luôn á Sau rồi đi đánh lan rai cũng được rồi cũng nhận thêm vài xô ví dụ như uh, khai trương rồi uh, uh. đánh mấy cái uh, lễ hội Linh ta lên tinh của bất động sản hay là bên mấy công ty ơi chẳng hình đó. như hồi xưa tao có đánh cho mày một cái xô nào đó đúng không hả uh, ừ uh, đúng rồi đúng rồi đúng không lúc đó đánh cho cổng Châu đó. đúng không? Thì, là cái đêm đó là thì câu chuyện cụ thể là như vậy công ty hồi đó mình làm phục vụ nhà hàng cho đó, là công ty golden gate ờ. là chuỗi là hệ thống lớn của những chuỗi như kichi sumo mà các bạn ăn bây giờ á cổng vàng đó mọi người à xịn đấy đó thì Google house đó 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 đó, đó. Uhm, ừ. thì công ty mới tổ chức một cái chương trình là gọi ta lệnh <laughs> mà có một cái thú vị vậy nè mình tham gia mình nói ừ. cái này ra các bạn có thể thấy hơi tự kêu một xíu hoặc là mình hơi mất dạy một tí nhưng mà phải chia sẻ Tại show này thành thật với nhau mà yes. đó là mình đăng ký xong mình cũng nói thẳng với mọi người ở trong nhà hàng luôn chắc kèo em vô chung kết <laughs> chưa thi nha mà chỉ nói thẳng là chắc kèo vô chung kết thì đúng là mình vô chung kết thiệt nhưng mà mình không nói giả gì à. thôi <laughs> đó không mà cắn nói hay đó mọi người à, thôi 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 <laughs> không bữa đó tụi mình uh, diễn cũng nhiệt lắm mọi người acoustic mà có ờ. cây trong này kia đầy đủ lắm thì lúc uh... đó mình đã mượn uh, ông uh, mượn được uh, ông anh mình cây đàn guitar cũng xịn mọi người nè đó là cây taylor ờ. <laughs> một số duy nhất xong không? không bao giờ thấy lại đâu đúng vậy một show duy nhất thôi chỉ đôi mượn đúng đường sau đó thôi đó vậy đau lòng đó là cây taylor baby nha mọi người cũng ok hai chục chai đó tay lơ thì lắm nha các bạn nếu mà các bạn thì ta thùng các bạn sẽ biết nó thì cái con đường âm nhạc của mình nó là vậy và sau khi mà ben nó tan rã xong thì cái câu chuyện mà ben tan rã mình cũng không có ngại chia sẻ thì thực sự do là tham vọng của mình nó quá lớn anh em không có follow được và cái hướng đi của anh em cũng không giống như mình cho nên là dẫn tới chuyện đó là giải tán thôi đó, nó nó là như vậy ok thì cái câu chuyện âm nhạc của mình với Kim là xong thì bây giờ tới phần à, câu hỏi thì cái này chỉ có trả lời thôi chứ không cần phải kể lại quá trình nữa <laughs> các bạn hiểu hết rồi đó okay, ok thì câu hỏi tôi dành ra cho mày là nếu được chọn một dòng nhạc để chơi ừ. từ giờ tới cuối đời má khó vậy, mày sẽ chọn dòng gì khó à. <laughs> ta một vòng nữa hả? Only one. Đù má chết rồi, Khá khó nha, trắng thì khó thiệt luôn. Tao cũng thấy khó mà. Chết rồi. Tại vì các bạn biết sao Từ mỗi lần đó, cầm một cái đàn giống như đàn classic đi thì mình sẽ chơi dòng nhạc khác. Ừ. Cầm cái guitar điện rồi chặt coi, thì cái trời ơi nó mê lắm mọi người ơi. <laughs> Nếu được chọn và đủ khả năng đánh. Hoặc là thậm chí Nếu có thể đúng không? Ước. Ừ, tao sẽ chọn cái này. Ok, tao biết rồi. Ừ sẽ chọn mình có cần nói rõ rồi ta đánh dòng nhạc nhẹ được không à, cụ thể đi à đây ta đúng rồi ta đánh dòng nhạc Pop ballad mọi người à Pop ballad yes lý do thì tại vì á mọi người biết sao tôi rất là thích những cái hợp âm mà gọi là open core ừ. nó nó là những hợp âm mở ừ hợp âm chế chế rồi đó hợp âm bảy với chín á ừ. thì mình hay áp dụng nhiều lắm nên mình hay đánh những cái bài bóp và lát nhưng mà mình thay bằng những cái hợp âm của mình đó ừ. những cái ô mình kho của mình nghĩ ra thì nó hay hơn thì mình có thể áp dụng nó theo thời gian dài được nó sáng tạo hơn nữa đúng rồi ừ. kiểu nó nó biến từ những cái hợp âm cơ bản thành những cái hợp âm nó nó blow out hơn nó ừ. nó 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 bay bổng hơn <laughs> ờ, giải thích lại câu của khiêm cho các bạn dễ hiểu ha ví dụ như à, có một bài hát đó mà cái bản phối đó là các bản phối chính thức mà các bạn nghe thì khi mà chuyển nguồn người khác á dùng một cái kiểu đi khác một hợp âm khác một cái cách hát khác các bạn có một cái bản phối mới đúng rồi độc quyền yes đó, đó là như vậy bóp ba lát hả bạn mình biến tấu nó được ừ <laughs> à, Bóng bóp ba lát ta thì, Thiệt suy nghĩ quá à. thiệt luôn á sao cái này uh, câu hỏi này hóc búa nha thật sự nha thì những câu sau còn ghê câu hơn này rồi. cứ làm khó các mời quá <laughs> ok mày biết nếu được chọn một dòng nhạc để chơi tới uh, viên mãn cuối đời thì tao chọn cái gì không mày chọn cái gì Uh, nếu mà để được chọn á Thật sự Syphonic con này kìa. cũng khó với mình nha các bạn Symphonic metal No, no. no. <laughs> uh, Mình thích metal Kim thích rock hoặc là hardcore Ừ à, Nhưng mà có lẽ cái hay của cái việc này đó là Mình sẽ không chọn những dòng nhạc đó để chơi Ừ Mình chọn nhạc trữ tình ờ ok được bạn Nếu mà mình các bạn nghe nhạc hải đó. ngoại á những show như yes. là Asia Thúy Nga đó, ừ, đó Paris by Night á Thì yes. đó sẽ là cái dòng nhạc mình chọn để chơi Ừ ok được bạn Đó Thì chúng tôi có thể thích cái này cái kia Nhưng mà nếu được chọn một cái mà chơi tới cuối đời thì <laughs> Nó nằm ngoài Trời, cái thằng trắng nó được cái nó hát nhạc xưa hay lắm mọi người Nó hát giọng của Hoài Lan hay Bậy rồi Nhạc tiền chiến nữa Ờ ừ, ok Rồi Câu hỏi tiếp theo <laughs> um, nếu được chọn một album, ừ. để, nghe, để nghe, khi mà mày bế tắc nhất Đùa. Bế tắc nhất hả? Hoặc là một cái đỉnh điểm nào đó trong cuộc đời, mày chọn album nào? Của band nào? Cụ thể <laughs> Má Nói đi Street one over five thì kỳ quá <laughs> à, à, Xin lỗi mọi người nha, tôi không thể nhớ tên album được, nhưng mà tôi uh, Sẽ gửi cho cô Trắng cái hình và cái tên album sau nha mọi người ok thì nó là của bên uh, The Amity Affliction á. Ừ. Thì tôi tại tôi thích uh, nhiều bài trong các album đó lắm. Ông. Giống như bài Le uh, Don't Lean on me á. Ừ. Thì uh, đó thì nó sẽ nằm trong album uh... à nó là album uh, Let the o Let the Ocean Take Me nha mọi người. Hãy để uh, đã hãy để biển khơi cuốn anh đi đó. Trời ơi. <laughs> <laughs> các bạn nghe nhạc các bạn đừng có dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. <laughs> Yeah, nó mày thấy chưa? Mày dịch ở tiếng Việt nó thấy bán kìa Ớn ớn sao á lấy <laughs> The Lady Ocean check Me mà nó hay lắm à, Album nó hay lắm mọi người Ừ, khi mà bế tắc nhất thì mình sẽ thường à, nghe nhóm này Tại vì à, Amity thì à, chơi à, dòng à, cũng à, kiểu Metalcore các bạn Ừ Ừ, Metalcore, Boss Hardcore này kia nè, ừ. cũng hay lắm Tại mình à, thích mấy cái hút, hút, hút của à, anh Vocal á ừ hát đệm vô đó là hay thực sự Kỹ thuật hát hơi, hay ở chuyên sâu <laughs> ờ okay. ok rồi tới tao phải không yes à, nếu mà để được trong yêu thích của bạn album là album gì yêu thích nước ngoài trước đi ha ok thì sao? ủa sao, sao mà sao nãy mày không nói tao được chọn nước tiếng việt đó không tới tiếng việt rồi lát nữa hai mình cùng nói sao ờ Nha. ok à, được, được được nước ngoài trước đi ha thì được, à, nếu mà anh bum thích nhất thì chắc sẽ là The City of Evil của Avenged Sevenfold ừ. Oh, ok, ok Legend nha mọi người <laughs> Mình cũng sẽ để tình cho <laughs> các bạn xem Legendary nha mọi người Thì tại sao tao chọn cái album này Thì đó là lý do là vì đây là album mà The Ref sáng tác gần ừ. như là toàn bộ yeah. Đó là thời điểm mà drummer của Avenged Sevenfold là The Ref còn yes. sống Và nếu mà nói theo mình, mình nghĩ nha Thì trong dàn album của Avenged Sevenfold thì có lẽ là City of Evil là album đỉnh nhất album đỉnh nhất mà Ben viết và cũng là perform anh trung mà anh viết hay á đúng rồi cái đầu của rap rất là sáng tạo ừ. và cái cái khả năng phối vô vô cũng rất là đỉnh thật sự nếu mà có dịp các bạn nên nghe rất, thử rất tiếc anh qua đời rồi ha buồn cho một tai đau lòng ok thì bây giờ tới album tiếng việt yêu thích nhất của sea game album tiếng việt đúng không là của một band việt một band Việt Hoặc là của một ca sĩ Việt Nam nào đó Ok ừ. Nếu mà chọn nhạc Việt á, thì uh, mình ít nghe album lắm Nhưng mà có cái album này mình uh, hay um, ừ. uh, mang nó đi uh, kiểu uh, tại những cái buổi tiệc mà có một cây đàn thùng á là mình hay đánh cho mấy anh em hát lắm ừ. Đó là album uh, 10 của nhóm Maroway đó mọi người à, à. <cười> Được <cười> là album 10, 10, 10 <laughs> hợp lý Album đâm hay lắm mọi người em đâm mười có nhiều bài hay. say rồi file thì cái hay lắm mọi người đúng 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 và tông cũng rất là cao đúng 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 hát đúng, đúng. là cô trắng nó hát được mấy đó nè <laughs> tới giờ hết được rồi nha không nổi nữa luôn á chưa thử chưa biết bạn à, ơi Mà chưa có bia cho nên chưa biết đúng rồi đúng <laughs> vô Ok, thì đó là album Rồi, tới bạn đó Album uh, nào uh, bạn thích nhất của uh, Tiếng nhạc, Việt nè Việt, uh, Thì sẽ là album Đất Việt của Bức Tường ờ à, một tường album cuối cùng mà trần lập viết trước khi uh, ừ. anh qua đời ừ sao, sao, sao hình như cái lựa chọn album của tao nó hơi u ám đúng không ta viết xong ai à, cũng ra đi hết ừ sao hai bài đổ, ừ. à, hai album là à, <laughs> giống uh, album việt nam là album cuối nè mọi người à, thì là đất, cái album đất việt đó các bạn nên nghe thực sự mình, mình khuyến khích ừ. là nên nghe nhất là bài đất việt Ok thì về album tiếng Anh và album nước ngoài và album tiếng Việt đều đã xong. Ừ. Ok câu hỏi tiếp theo. Yes. Um, giả sử như uh, mày sắp cưới trong tương lai ừ. thì uh, cái bài mà để dắt cô dâu lên sân khấu sẽ là bài gì? Trời đồ. À. <laughs> Hay mà thiệt luôn á. Chẳng lẽ tiện nó mấy bài bình thường thì nó nó bình thường quá November Rain bình thường <cười> quá <cười> November Rain <November. cười> hả? Khó vậy ta nếu mà đối với một nó rocker hả? Ừ. Đối với một rocker á thì rất uh, là nhiều luôn á, khó nha. Nhưng mà thật ra cái bài mà làm mình uh, cảm xúc á, ừ. <laughs> mà để đưa cô dâu lên uh, uh, lên uh, sân khấu á, ừ. thì đó là bài uh, à. bài này thật ra mọi người đi đám cưới nào mọi người cũng nghe hết á. Ừ. Bài wedding dress hả? không phải là của Tây giả, không phải là của wow. Tây giang đâu nha, không phải mấy anh hàng xẻng đâu nha các bạn. Ừ, thì của bài wedding dress đúng đột... quá ta. Hình như là vậy đó mọi người à. Ok, tạm chấp nhận câu trả lời của Kim. Tại vì cái thế giới âm nhạc nó hơi lớn cho nên nhiều khi tụi mình cũng không thể đúng nhớ rồi, được. nhiều lắm mọi người ơi. <laughs> không ok. thể nhớ được à Nếu như mà mới... mình là chùm quên lời với quên tên bài hát luôn. <laughs> ừ. hay chế đó, mọi người. Um, còn nếu mà giờ tao á mà cái bài mà để dắt cô dâu lên sân khấu nếu mà tao cưới trong tương lai à. á thì sẽ okay. là bông hồng thủy tinh bông hồng thủy tinh nó bức tượng nữa hả dấp yep. <laughs> nhạc nghe rất là tình rất thiệt luôn mọi người tôi <laughs> chẳng nói là old school old school rock việt nha mọi người ok bông hồng thủy tinh nè à. ok bài hát tiếp theo ok nó um, sẽ hơi uh, tiêu cực xíu nha Ừ. Nếu như bây giờ uh, giả sử chúng ta đã nằm xuống trong một cái uh, cái gì đó rồi á. Ừ. Thì cái bài mà mày muốn mọi người chơi lúc mà tiễn đưa mình đi á sẽ là bài gì? Ừ ok, ừ, ừ. tao hiểu. Thật ra bài á mình mà thích uh, kiểu chơi trong cái funeral của mình á ừ. Thì nó là bài uh, Welcome to my black parade các bạn à Thôi tôi khỏi trả lời nữa luôn, y chang nhau luôn. Y chang đúng không? Ừ. Thì nên tôi rất thích bài đó mọi người. My Chemical, my chemical Romance á, rất là hay luôn. Thật, bài đó rất là đó hay. Nó kiểu giờ, vừa vừa da diết Mà nó vừa vô buồn nhưng mà cái giai điệu nó cái riff nó hay lắm mọi người. Ừ. Cái lời thích đánh cái riff bài uh, đó, đó, Cái lời bài hát nó cũng khiến cho cái cảm giác bạn không có sợ hãi gì hết trơn ừ, đúng Nên rồi. Nhưng mà thực sự ngày đó tới. Nhưng mà bài đó bài, bài dành cho cái hoàn cảnh buồn nha mọi người. Ừ. Đừng có đi lễ tiệc mà đi hát bạn bà chết nha. Đúng. Đừng thấy uh. sung quá là hát giống như Happy New Year đó mọi người, bài ừ. đó bài buồn nha. <laughs> Để nó hát vui nghe vui vậy thôi chứ thật ra bài đó bài, bài buồn nha nên là nghe xong thì ừ. trước khi mà chọn lựa ca khúc <laughs> No more Cham <champagne> Ben mà cười hí, <laughs> mặc dù Happy New Year là một ca khúc buồn, đúng. Nguyên gốc Up Ba viết bài đó ra là một ca khúc buồn. Chính xác, Up Ba viết bài đó là một bài buồn nha ừ. mọi người. Chỉ không hiểu, không mà nghe giai, giai điệu mọi người nghe thì nó rất là ấm áp hạnh phúc đúng không? Ừ. Những không hiểu tại sao, sao thế giới buồn. làm cái gì mà nó vui thế? Ừ. Chưa chưa giải đáp no more được. Là bài <laughs> buồn OK, câu hỏi, câu hỏi cuối cùng trước khi kết okay. thúc show. Um, bài hát nào mà từ bé tới lớn tới bây giờ tới hiện tại thôi nha. Nghe xong bạn thấy tâm đắc nhất? OK, tâm đắc nhất đúng không? Ừ. Cả việc lẫn anh không biết quốc gia nào hết. OK, thì có một bài mình rất tâm đắc là mình nghe từ hồi nhỏ tới bây giờ luôn. Ừ. Đó là bài Welcome to My Life của Simple Plan mọi người à. Oh. Symbol mình Land. rất thích nhóm Simple Plan luôn ừ. đó là nhóm Antinative đầu tiên mà mình nghe luôn á mọi người lý do thì nó nè, thứ nhất là hồi xưa là chỉ nghe về giai điệu thôi ừ. giai điệu của nó rất là bắt tay luôn mọi người tại uh, mấy ảnh chơi Antinative rock mà như là bóp bông nữa ừ. thì nó dễ nghe lắm với lại uh, Và hồi xưa mình thích nhạc đó lắm nên mình ừ. hay tập chơi nè tập hát là mình hát được bài đó luôn ừ. yeah, nên uh, mình cảm nhận được uh, cái tinh thần hả à? đúng cái tinh thần của nó dành cho mình à, tới bây giờ luôn á nó vẫn còn à, y như hồi xưa vậy đó ừ. nó còn trẻ trung lắm mọi người <laughs> chúng tôi đều là những thanh niên yêu đời cho tới khi mà cuộc đời đối xử với chúng tôi quá tốt thật ok thì bài uh... thì chúng tôi lấy vợ thôi ghê quá sợ <laughs> ok vợ thì sợ liền luôn á thề ca khúc mà tao uh, cảm thấy tâm đắc nhất từ nhỏ tới ừ. bây giờ á nếu mà nói về phần nghe thôi nha. Thì đó là Bohemian Rhapsody của Queen. ờ Queen ờ lý do tại sao thì nếu mà hồi bé chưa hiểu được cái cấu trúc như thế nào hay là lời bài hát thì ừ. nghe nó rất là orchestra. Ừ. Thì nghe đó rất đó là giàu tiếng à, sẵn nói các bạn bài luôn. rất là uh, công phu luôn ha. Ừ. Thì sẵn nói các bạn luôn thì cái dòng nhạc mình rất là thích và muốn theo đuổi hiện tại bây giờ nha, đó là progressive metal. Yes. À, nó rất là nặng về mặt cấu trúc với lại kỹ thuật và cái cái chuyên môn riêng của từng cá nhân khi mà ráp vào chung một cái band Hoặc là rap vào chung một cái ca khúc và nó luôn có tính chất cinematic với lại giao hưởng ở trong đó đúng rồi cho nên là mình rất là mê à, dòng nhạc mà thằng trắng nó thích đó mọi người thì nó đòi hỏi về kỹ thuật của mỗi cá nhân trong band nhiều lắm ừ. ai cũng phải giỏi luôn á à, rất là bá đạo mới dám chơi đúng, đúng ai cũng rất là phải nắm vững về kiến thức ừ. Cũng như là cái uh, lý thuyết nè, về kỹ năng, ừ. technique, đó, thì ai cũng phải nắm cự vững hết á, tại uh, chắc chắn là thằng trắng nó rất thích Ben Dream Theater rồi mọi người <laughs> Đó, thì đó, thì Ben đó thì quá bá rồi mọi người à Đó, ở trên bệnh viện nước ngoài thì nói về progressive metal thì Dream Theater rất đỉnh Còn ở Việt Nam á, mà hiện tại bây giờ á thì hạt sang Sang Đúng uh mình rất là mê các bạn ừ. có thể lên nghe cái album hai cái album mới nhất của hạt sang ra mắt đó là xét đánh ngang trời ừ, xét đánh ngang trời về... nha có một cái concept rất là hay luôn kể về câu chuyện thạch xanh lý thông ờ. không không tin được luôn nha đó là anh dũng à, anh dũng phạm á mình rất là hâm ừ. mộ anh dũng à, Anh ảnh mang một cái câu chuyện trong đó một cái câu chuyện cổ tích để kể vào trong cái album nhạc theo một cái dạng là concept album thì từng ừ. cái trắc nhạc trong đó nó là một cái câu chuyện cụ thể trong cái tuyến truyện cổ tích của thạch sanh lý thông ừ. các bạn có thể follow anh Dũng để mà nghiên cứu hoặc là các bạn có thể nghe nhạc để uh, từ từ tìm hiểu ha với lại cái album mới nhất là album hồn trăng máu uh, yes. viết về uh, Cổ thi sĩ hàng bạc tử cũng là một dạng concept album luôn các bạn có thể lên tìm nghe ha mình có cái buổi live session thôi. đó mọi người ừ. nghe đã lắm mọi người ơi bạn ừ. đánh like rất là đỉnh và nó đòi hỏi một cái trí nhớ phi thường của các anh em chơi đúng đó. rồi thiệt, mình không tin được để mấy anh em chơi bài đó dài lắm mọi người 29 phút ừ thiệt Về dã man luôn á đánh liên tục luôn đó, mọi người tụi mình uống bia nhậu nhau đánh bài 5 phút là thấy muốn tắt thở ừ, rồi đó. thiệt từ ngón sự tay luôn đó cổ họng cho tới trí nhớ còn quên đánh tầm bảy tầm bạ nữa mới nhất là tụi tụi mình, mình là hay đi diễn nha thiệt á ừ. hồi xưa đánh mấy bài thì cái còn lâu lâu cũng quên một số chỗ á mà ừ. đánh một bài tầm ba bốn phút à mà đánh xong mà nghỉ xíu ừ. xong mà đánh tầm năm bài là mới có nhiều đâu hai chục phút à ừ. mà mấy anh này là mấy anh hạt sang là đánh 30 chục phút lận rất là kinh khủng thì cái đó là họ đánh xuyên suốt luôn nha mọi người rồi thì dàn câu hỏi của mình trong cái chương trình ngày hôm nay đã xong thì rất cảm ơn huy Kim đã lại tiếp tục tham gia rất với là chúng vui ta. bạn ơi <laughs> có vẻ chủ đề này thoải mái hơn rất là nhiều so với cái việc f 0 hôm bữa đúng rồi cũng cởi mở khá là nhiều mình thích chia sẻ lắm mọi người à ừ. thì uh, nói chung là tụi mình sẽ có nhiều cái tập tiếp theo thêm nhiều vấn đề hơn nữa thì có thể mở màn lần này là âm nhạc nhưng mà lần sau là thời thơ ấu hay là những yes. câu chuyện bên lề cuộc sống tình bạn hay đó ừ. nãy bạn đã lỡ link cho mọi người là tình bạn friendship à, đó. rồi đó ừ. thì uh, có thể tập sau sẽ là tình bạn đó như nãy mình có nói ừ, Ok đúng <laughs> Ừ rồi thì rất cảm ơn Kim đã đến với chương trình ngày hôm nay Thì Kim có lời chào à. hay là chúc gì tới khán giả không? Dạ vẫn như thì thường lệ thôi ừ. Dạ vâng thì chúc các bạn xem đài cũng như là cô Trắng thì luôn giữ sức khỏe Để có thể giết được con virus corona này ừ. Và dạ vâng bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe thôi mọi người à ừ. Tạm thời chúng tôi Xin. không nói chút tiền tài danh vọng gì hết Thì chỉ mong là đợt dịch này kết thúc Và... Yeah các bạn luôn khỏe mạnh cũng như gia đình các bạn ừ. an toàn an tâm dạ, đúng ha. Rồi. rồi chúng ta sẽ bình thường trở lại sớm thôi thì cứ đúng hy vọng vào một cái tương lai tốt đẹp tích cực cứ hy vọng nha mọi các bạn ơi cứ đặt niềm tin vào nhé <laughs> ok thì vẫn như câu nói cũ nếu các bạn cảm thấy chương trình hay thì các bạn có thể like share subscribe kênh youtube của mình và nếu các bạn muốn mình làm thêm những cái chương trình nói chuyện với nhau như thế này hoặc là một cái chủ đề đó các bạn muốn tụi tôi làm thì các bạn có thể comment bên dưới phần bình luận ha okay. tụi tôi đều đọc hết nhớ nha ok ok rồi bye bye huy khiêm hẹn gặp lại huy khiêm trong bye tập bye tiếp bye. theo bye bye, bye, bye bye mọi bye. người <laughs> sức khỏe nha sức khỏe sức khỏe ok ok vậy là chương trình đã xong thì cũng rất là cảm ơn khiêm đã quay trở lại với chương trình lần này thì cái video này thực ra có thể nói là khá là dài gần cả tiếng đồng hồ đúng không thì hy vọng là những cái gì mà mình với Kim chia sẻ trong video thì các bạn có thể uh, gọi là sao ta uhm, các bạn có thể nghe thử những cái album hay là những ca khúc mình với Kim có chia sẻ hoặc là nếu mà các bạn cảm thấy hứng thú thì các bạn cũng có thể tìm hiểu sâu hơn về cái uh, cái 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 cái, cái rock hay là hạt co hay là metal này. đó là nếu các bạn hứng thú còn nếu các bạn không hứng thú thì thôi cũng không sao hết. <laughs> OK và như thường lệ mình vẫn hay nói nếu các bạn cảm thấy video này hay thì các bạn có thể like hoặc là subscribe cho kênh youtube của mình và nếu các bạn có một cái vấn đề gì mà đang thắc mắc hoặc là các bạn đang quan tâm mỗi chủ đề nào đó muốn được mình chia sẻ hoặc là làm một video hướng dẫn thì các bạn có thể để lại comment bên dưới phần bình luận ha cũng như là đóng góp những ý kiến cá nhân của các bạn giúp cho kênh phát triển hơn hoặc là nếu mà các bạn muốn video hay hơn thì các bạn cũng có thể cho mình biết ha ok và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bye bye